Good morning, dear sister and brother. We are happy to be with you, to pray with you, for you, and we should want to invite you to pray for us, for our people in Vietnam, and for our church in Vietnam, in this Eucharist. And then we sing a song of Mary in Vietnam. Năm xưa trên cây sồi, làng Fatima xa xôi, có Đức Mẹ Chúa Trời hiện ra uy linh sáng chói. Mẹ nhắn nhủ người đời, hãy mau ăn năn đền bồi, hãy tôn sùng mẫu tâm, hãy nâng lần hạt mân côi. Mẹ Maria ơi, Mẹ Maria ơi, con vâng nghe mẹ rồi, sớm chiều từ nay thống hối. Mẹ Maria ơi, xin mẹ đoái thương nhậm lời, cho nước Việt xinh tươi, đức tin sáng ngời. Đôi môi như hoa cười, mẹ Maria vui tươi, có biết bao lớp người gần xa đua nhau bước tới, lòng chút khói ngậm ngùi, mặt khô đôi suối lệ rơi, ngước trông về mẫu tâm, trông trong tình mẹ yên vui. Mẹ Maria ơi, Mẹ Maria ơi, con vâng nghe mẹ rồi, sớm chiều từ nay thống hối. Mẹ Maria ơi, xin mẹ đoái thương nhầm lời, cho nước Việt xinh tươi, đức tin sáng ngời. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ân thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Và ở cùng cha. Biển trần Đức Mẹ Fatima, chúng ta cùng dâng lên Chúa lời cảm tạ Chúa, lời tri ân với tất cả những hồng ân Ngài ban cho chúng ta qua Đức Mẹ trong đời sống của chúng ta. Và qua Đức Mẹ, chúng ta cùng dâng lên Chúa Giáo hội Việt Nam, các hàng giám mục tu sĩ nam nữ, giáo dân Việt Nam, đất nước Việt Nam, gia đình của chúng ta, mỗi giáo sĩ của chúng ta và Giáo hội Pháp cho Đức Mẹ, để xin Mẹ trở che, bào chữa và nâng đỡ mỗi người của chúng ta trong đời sống đức tin hàng ngày. Bonjour à tous, nous célébrons ce matin une messe en honneur de la Vierge Marie. Nous prions pour l'Église et le peuple du Vietnam, ainsi que pour nos familles respectives, notre mission en France et toute l'Église de France. Để những lời cầu nguyện của chúng ta đẹp lòng Chúa, chúng ta xin Chúa thanh tẩy và thứ tha những lỗi lầm của chúng ta. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mỗi đạo. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em
khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa Chí Thánh, Chúa đã làm cho trái tim Đức Trinh Nữ Maria nên cung điện xứng đáng của Chúa Thánh Thần. Vì lời Đức Trinh Nữ chuyển cầu, xin thương giúp chúng con cũng trở nên đền thờ Chúa Ngự. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiến trí cùng với Đức Chúa Cha, trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. Bài trích sách sáng thế. Thiên Chúa ban phúc lành cho ông Noê và các con ông. Người phán với họ, hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều cho đầy mặt đất. Mọi dã thú, mọi chim trời, mọi giống vật bò dưới đất và mọi cá biển sẽ phải khinh hãi, khiếp sợ các ngươi. Chúng được trao vào tay các ngươi. Mọi loài di động và có sự sống sẽ là lương thực cho các ngươi. Ta ban cho các ngươi tất cả những thứ đó, cũng như đã ban cỏ xanh tươi. Tuy nhiên, các ngươi không được ăn thịt với mạng sống của nó, tức là máu. Nhưng ta sẽ đòi mỗi con vật phải đền nợ máu các ngươi, tức là mạng sống của các ngươi. Ta sẽ đòi con người phải đền nợ máu. Ta sẽ đòi mỗi người phải đền mạng sống của người anh em mình. Ai đổ máu con người thì máu nó sẽ bị con người đổ ra, vì Thiên Chúa đã làm ra con người theo hình ảnh Thiên Chúa. Về phần các ngươi, hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, hãy lan tràn và nảy nở thật nhiều trên mặt đất. Thiên Chúa phán với ông Noê và các con ông đang ở với ông rằng, đây, ta lập giao ước của ta với các ngươi, với dòng dõi các ngươi sau này, và tất cả mọi sinh vật ở với các ngươi, chim chóc, gia súc, dạ thú ở với các ngươi, nghĩa là mọi vật ở trong tàu đi ra, kể cả dạ thú. Ta lập giao ước của ta với các ngươi, mọi xác phàm sẽ không còn bị nước hồng thủy hủy diệt, và cũng sẽ không còn có hồng thủy để tàn phá mặt đất nữa. Thiên Chúa phán, đây là dấu hiệu giao ước của ta, đây là dấu hiệu giao ước ta đặt giữa ta và các ngươi, và với mọi sinh vật ở với các ngươi cho đến muôn thế hệ mai sau. Ta gác cây cung của ta lên mây, và đó sẽ là dấu hiệu giao ước giữa ta và cõi đất. Đó là lời Chúa. Ơn Chúa. I'm solemn. We sing the Magnificat of Mary. So pray with us, we sing in Vietnamese. Linh hồn tôi tung hô Chúa, tung hô Chúa. Thần trí tôi mừng vui vời vợi trong đấng cứu chuộc tôi. Chúa đã du thương, đoái nhìn phần hèn tôi tớ. Vì vậy đến muôn đời sẽ khen tôi đầy ơn
sẽ khen tôi đầy phúc, sẽ khen tôi muôn đời đến muôn đời đến muôn đời. Đấng toàn năng đã làm cho tôi những điều cao trọng, danh người là thánh. Lượng từ ai trải qua, từ đời nọ đến đời kia, hằng bao bọc những ai kính sợ người. Linh hồn tôi tung hô Chúa, tung hô Chúa ơi. Thần trí tôi mừng vui vời vợi trong đấng cứu chuộc tôi. Chúa đã du thương, đoái nhìn phần hèn tôi thơ. Vì vậy đến muôn đời sẽ khen tôi đầy, sẽ khen tôi đầy phúc, sẽ khen tôi muôn đời đến muôn đến muôn đời. Alleluia, 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 alleluia. Đức Kitô hỏi các môn đệ: còn các anh em bảo thầy là ai? Phêrô trả lời: thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Alleluia, 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 alleluia. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Đức Giêsu và các môn đệ rời Bethsaida để đi tới các làng xã của vùng Caesarea Philippi. Dọc đường, người hỏi các môn đệ: người ta nói thầy là ai? Các ông đáp: họ bảo thầy là ông Gioan Tẩy Giả. Có kẻ thì bảo là ông Elia, kẻ khác thì cho là một ngôn sứ nào đó. Chúa Giêsu lại hỏi các môn đệ: còn anh em bảo thầy là ai? Ông Phêrô trả lời: thầy là Đấng Kitô. Đức Giêsu liền cấm ngặt các ông không được nói với ai về người. Rồi người bắt đầu dạy cho các môn đệ biết con người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, đồng thượng tế và cùng các kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau 3 ngày sẽ sống lại. Người nói rõ điều đó không úp mở. Ông Phêrô liền kéo riêng người ra và bắt đầu trách người. Nhưng khi Đức Giêsu quay lại nhìn thấy các môn đệ, người trách ông Phêrô: Satan, hãy lui ra đằng sau thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa mà là của loài người. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Alleluia, 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 alleluia.
Lạy Chúa, chúng con hợp ý ba anh em linh mục chúng con cầu nguyện cho các anh chị em đang có mặt ở đây. We pray for you and we pray with you. God bless you all in your life, in the family, in the society. And you should pray with us for our people in Vietnam, in our church in Vietnam, in the France, in Germany, and here in the Portugal. Con xin Chúa nhờ lời bầu cử của Đức Maria cho chúng con biết nhận ra Chúa là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống trong cuộc sống của chúng con, làm chứng ta cho Ngài. Chúng con nguyện xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng con cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, nhân ngày lễ kính Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Mẫu của Đức Kitô con Chúa, chúng con dâng Thiên Chúa lời cầu nguyện và lễ vật này. Xin Chúa thương chấp nhận và đưa chúng con đến gần Chúa hơn nữa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Thật là chính đáng. Chúng con tuyên xưng Chúa là Đấng kỳ diệu trong việc Chúa tuyên phong các thánh, nhất là khi kinh nhớ Đức Trinh Nữ Maria. Chúng con hiệp với lời ca tụng tạ ơn của người mà tôn vinh lòng nhân hậu của Chúa, thật là chính đáng phải đáo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì thật ra Chúa đã làm nên những việc trong đại trong toàn cõi địa cầu và đã mở lượng từ bi hải hà của Chúa đến muôn đời. Khi đoái nhìn phận hèn nữ tỳ của Chúa, nhờ người Chúa đã ban cho nhân loại đấng cứu độ là con Chúa, Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Nhờ người đạo binh các thiên thần thờ lạy uy linh Chúa, muôn đời hoan hỷ trước tôn nhan,
Xin cho chúng con được đồng thanh với các ngài hân hoan tung hô rằng: Sa 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 le Seigneur, le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh ta ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng ta ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vinh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xưng đáng hậu cần trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến Hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn Hội Thánh trong đức tin và đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giám Mục Antonio chúng con, các giám mục Việt Nam và toàn thể hàng giáo sĩ. Chúng con đặc biệt cầu nguyện cho tổ tiên, ông bà, cha mẹ chúng con, những người đã khuất. Cầu nguyện cho tất cả các linh mục, các tu sĩ Việt Nam và hàng giáo phẩm Việt Nam để chúng con trở thành chứng ta của Chúa Giêsu Kitô. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương son tân ca chúng con, cho chúng con đường đồng hương sự sống đời đời cùng với Đấng Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh cả Giuse, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con đường ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đấng Giêsu Kitô con Chúa. Người
trong người, mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn thuở. Amen. En communion avec toute l'Église universelle, chacun dans sa langue peut prier ensemble la prière que Jésus nous a enseignée. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi biên loạn và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hồng sông và hiên tri muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng tất cả anh chị em. Và ở cùng Cha. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời để linh hồn con sẽ lành.
our people in Vietnam, we love Our Lady of Fatima, and we have a special song for her that we're singing with you in Vietnamese. Lạy mẹ Fatima, mẹ đi non bao lần, tôi gian trần để phiền cho trái tim mẹ. Lòng mẹ thương bao la, tình ái ân vô ngần, con dâng mình đến thay tôi lỗi muôn dân. Từ nay lòng con nhớ lời mẹ tha thiên, xa gì vì biến thể chết có mẹ, vui có mẹ. Dù rằng bao sóng gió, con lo gì. Trên bên mẹ con sợ chi, mẹ ơi. Lạy mẹ Fatima, mẹ đi non bao lần, tôi gian trần để phiền cho trái tim mẹ. Lòng mẹ thương bao la, tình ái ân vô ngần, con dâng mình để thay tôi lỗi muôn dân. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa vừa cho chúng con tham dự vào mầu nhiệm thánh thể nhân ngày kinh nhớ Đức Trinh Nữ Maria. Cú xin Chúa nhận lời chúng con khấn cầu cho chúng con được đầy tràn ân sủng và được thâm nhuần ơn cứu độ muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Lễ xong chúc anh chị em đi bằng an. Tạ ơn Chúa. At the end, we wish you a good day. Ate logo, yeah, and pray for us, for our people in Vietnam. And we sing with you the last song in France. Les saints et les anges en cœur glorieux chantent vos louanges, ô reine des cieux. Ave. Fatima,
Priez pour nous. Saint François et Saint Jacinthe. Priez pour nous. Muito obrigado.